đời trong ủ trong đấy nó lòi nguyên cái cục hộp sọ lên vậy chết rồi ăn nó này không hết được. Đinh vuông thì nó được phân ra nhiều loại là đinh vuông giữ cạnh hay đinh vuông bon cạnh. Thì người khác người ta yêu cầu làm hết cho tôi kiểu đinh vuông giữ cạnh. Bắt đầu trong đầu các em là phải nhảy số, hiểu nhảy số không? Cộng đồng mình phải đưa ra cái bài toán trong đầu mình là cái thể loại tóc này có độ để hết được đinh vuông không? Có đủ dân hay không? Hay là mình phải tư vấn cho họ theo một cái cách khác là đinh vuông nhất phải bó cạnh, bó cạnh. Còn đây là đinh vuông giữ cạnh thì các em nhìn thấy cái cạnh giữa bên trái bên phải phía sau nó rất là sắc, nó rất sắc. Thì làm sao khi nó sắc được như vậy thì nó cần phải cái độ dân đứng lên như thế này thì các em mới giữ được cái cạnh của hai bên này. Rồi tiếp tại cái khung ở dưới nha. Ở trên là dưới rồi, còn là cái khung ở giữa, khung 2. Khung 2 thì thầy lồi xuống là thầy sẽ đi cái số 1. Ở dưới thì thầy đi số 0.5. Là số 1 thì các em cũng chia cái khung ra là cái vị trí của ngôi 28 từ đây xuống tới đây thì các em chia làm 3. 3 thì cái khung 2 nằm ở vị trí nào? Là 2 vị trí này, thấy không? Ở bên này cũng vậy, bên này nó ngắn quá thì các em đây. À, khung 1, khung 2, khung 3 thì cái khung 3, khung 2 nó nằm đâu? Nằm đấy. Khung 1 đây, khung 2 đây, khung 3 đây. Yes, that's okay. Met you at a time when I was so low. Went from just talking to taking you home. I don't wanna go back to who I used to be. So các bạn này thì nó có một cái cạnh phía sau là nha, không có cho nó bén bằng ở bên này. Nếu như cái form tóc mà nó yếu độ dần và nó thì em lại phải bon cái cạnh này vô một chút xíu nữa. Rồi, kiểu tóc long tóc này đã thích chấm dứt. Rồi bây giờ các em vô trong công việc. Cảm ơn các em nhiều.